Vào thời điểm bị bắt giữ năm 2023, Rex Herrmann, kiến trúc sư 59 tuổi, bị cáo buộc đã sát hại Melissa Barthelemy, 24 tuổi, Amber Costello, 27 tuổi và Megan Waterman, 22 tuổi, đồng thời là nghi phạm chính trong vụ giết Maureen Brennan Barnes, 25 tuổi, nhưng chưa bị khởi tố. Mới đây, y đã chính thức bị khởi tố đã sát hại Maureen Brennan Barnes, một bà mẹ hai con sinh sống tại bang Connecticut, người cũng đã mất tích vào năm 2007. Chúng tôi quyết định khởi tố tội danh giết người cấp độ 2 đối với nghi phạm Rex Herrmann. Chúng tôi không truy tố tội danh giết người cấp độ 1 do hành vi gây án đã diễn ra sau hơn 2 năm. Nạn nhân chính xác bị sát hại vào năm 2007. Hồ sơ truy tố được văn phòng công tố hạt Suffolk công bố cho thấy những manh mối khiến cảnh sát lần ra Herrmann sau khi phát hiện 11 thi thể dọc bãi biển Gingo hẻo lánh cách thành phố New York khoảng 64 km về phía đông năm 2010 và 2011. Những dữ liệu này cũng cho thấy nghi phạm đã gọi tới hộp thư thoại trên điện thoại di động của Brennan Barnes sau khi cô mất tích. Herrmann, các nạn nhân và điện thoại của ông ta đều trong phạm vi công viên Massapequa hoặc trung tâm của Manhattan, nơi ông ta làm việc và sinh sống. Những dữ liệu này đã giúp các điều tra viên thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.